Nhận định Sinh Sweden với Standard League 19:30 ngày 11 tháng 8 vòng 3 vô địch quốc gia Bỉ. Đây sẽ là một trận đấu có lợi dành cho Công Vượng cùng các đồng đội. Tín hiệu tỷ lệ thực sự đang ủng hộ đội chủ nhà. Mức chấp 3/4 đến từ đội khách đang hạ nhiệt khá nhanh và lúc này chỉ còn là 1/2. Cũng không quá bất ngờ khi Sinh Sweden để thua cả hai trận vừa qua và đặt quyết tâm có được điểm số đầu tiên ở mùa giải này. Ở trận này, họ có lợi thế sân nhà và đây cũng là điểm tựa khá an toàn của Sinh Sweden trước Sưu Tầm League. Trong 4 lần gần nhất tiếp đón Sưu Tầm League, Sinh Sweden đều không để thua, thậm chí còn có kết quả khả quan với 2 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Sưu Tầm League là đội bóng mạnh, hai trận vừa qua họ giành cả 2 chiến thắng, ghi 6 bàn và không để lọt lưới, nhưng không có nghĩa họ có thể toàn thắng. Việc chạm trán với Sinh Sweden không hề đơn giản bởi rớp đang khá bất lợi cho Sưu Tầm League. Ở góc độ tỷ lệ châu Á, 6 lần đối đầu gần nhất Sưu Tầm League không thắng kèo nào trước Sinh Sweden.